Tiểu sử Đức Giám mục Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi, nguyên Giám mục chính tòa Tiên Khởi, Giáo phận Đà Nẵng. Kính thưa cộng đoàn, Đức cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi sinh ngày 14 tháng 5 năm 1909 trong một gia đình Công giáo toàn tòng tại giáo xứ Tôn Đạo, nay thuộc địa bàn xã Ân Hòa, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, thuộc giáo phận Phạc Diệm. Năm 1920, Ngài được linh mục chính xứ Tôn Đạo là cha Clement Plano Kim cho nhập học tại trường Ba Làng thuộc huyện Tịnh Gia, Thanh Hóa. Năm 1921, được vào học tại Tiểu chủng viện Phúc Nhạc, Ninh Bình. Năm 1927, kết thúc chương trình Tiểu chủng viện và được Đức Giám mục Alexander Mamo Thành chọn đi tu học tại trường Đại học Truyền giáo Roma. Ngày 23 tháng 12 năm 1933, Thầy Phó Tế Phạm Ngọc Chi được phong chức linh mục. Sau đó, Ngài tiếp tục theo học tại Đại học Apollinaire và tốt nghiệp các văn bằng, tiến sĩ triết học, cử nhân thần học và cử nhân giáo luật. Năm 1935, Ngài tiếp tục theo học khoa luật tại Đại học Paris, nước Pháp. Năm 1936, cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi quay trở về Việt Nam và nhận chức giáo sư Đại chủng viện Phạc Diệm. Năm 1944, Ngài được cử làm phó giám đốc của Đại chủng viện. Năm 1945, trở thành cố vấn của tân giám mục Phạc Diệm Tadeo Lê Hữu Từ trong các vấn đề luật pháp và chính trị. Năm 1946, Đức cha Lê Hữu Từ bổ nhiệm Ngài làm chánh án tòa án hôn phối địa phận, đồng thời cử Ngài vào hội đồng địa phận. Năm 1947, cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi được thăng làm giám đốc Đại chủng viện Phạc Diệm. Ngày 3 tháng 2 năm 1950, Đức giáo hoàng Pio XII bổ nhiệm cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi làm giám mục đại diện tông tòa Hạc Đài, diện tông tòa Bùi Chu. Thánh lễ tấn phong giám mục cho cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi đã diễn ra vào ngày 4 tháng 8 năm 1950. Năm 1946, Đức cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi được Hội đồng Địa phận Phạc Diệm đề cử ra tranh cử Quốc hội Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và được công bố trúng cử sau khi có thư xác nhận từ chính phủ tại Hà Nội, nhưng Ngài quyết định khước từ. Cùng với Đức cha Lê Hữu Từ, Đức cha Phạm Ngọc Chi đã có sự tham gia rất lớn trong việc hình thành những đội vũ trang tự vệ Công giáo, xây dựng các giáo khu Phạc Diệm, sau đó là Bùi Chu, trở thành những khu vực tự trị với chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Năm 1950, người Pháp đã kiểm soát được phần lớn Đông Dương. Tuy nhiên, họ vẫn để giáo khu Bùi Chu Phạc Diệm được giữ quyền tự trị với những điều kiện thỏa hiệp không chống Pháp. Năm 1954, quân Pháp thất bại trong trận Điện Biên Phủ và Hiệp định Geneva được ký kết. Lo ngại trước viễn cảnh những người Cộng sản kiểm soát hoàn toàn miền Bắc, Đức cha Tadeo Lê Hữu Từ cùng với Đức cha Phạm Ngọc Chi và nhiều linh mục đã lãnh đạo gần 1 triệu giáo dân di cư vào miền Nam. Ngày 5 tháng 1 năm 1957, do sự đề cử của Không sứ Tòa Thánh Cabrillo tại Sài Gòn, Đức cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi được Tòa Thánh đặt làm đặc ủy tông tòa chuyên trách về Công giáo tiến hành Việt Nam. Ngày 5 tháng 7 năm 1957, Tòa Thánh bổ nhiệm Đức cha Phạm Ngọc Chi làm giám quản địa phận Quy Nhơn. Và ngày 24 tháng 11 năm 1960, Ngài trở thành giám mục chính tòa Quy Nhơn khi giáo phận này được thành lập. 3 năm sau, ngày 18 tháng 1 năm 1963, Đức giáo hoàng Gioan 23 ký sắc lệnh tách Đà Nẵng ra khỏi giáo phận Quy Nhơn, đồng thời bổ nhiệm Ngài làm giám mục Tiên Khởi của giáo phận mới Đà Nẵng. Đức cha Phạm Ngọc Chi từng đảm trách vai trò phó chủ tịch Hội đồng Giám mục miền Nam Việt Nam. Sau năm 1975, Đức cha Phạm Ngọc Chi vẫn tiếp tục cai quản giáo phận Đà Nẵng. Giữa năm 1984, nhà nước Việt Nam trưng dụng nhiều cơ sở công giáo trên giáo phận Đà Nẵng, trong đó có tòa giám mục, tiểu chủng viện Thánh Gioan, nhà hưu dưỡng các linh mục. Đức cha Phạm Ngọc Chi phải chuyển đến lưu trú tại nhà sứ giáo sứ chính tòa một thời gian ngắn. Rồi đến tháng 7 năm 1984, Ngài về an dưỡng tại giáo sứ trung tâm Thánh Mẫu Trà Kiều cho tới khi qua đời. Việc cai quản giáo phận được giao lại cho Đức cha Phó Francisco Xavier Nguyễn Quang Sách. Trong những năm cuối đời, sức khỏe của Đức cha thất thường, có lần phải đưa về Đà Nẵng điều trị một thời gian.
Đầu năm 1988, bệnh tình của ngài trở nặng và qua đời ngày 21 tháng 1 năm 1988, thọ 79 tuổi. Trong chúc thư của Đức Cha có đoạn: "Đối với những người thù ghét tôi, làm khổ tôi, nếu có, tôi không có buồn nhận ai cả. Trái lại, tôi xin Chúa chúc lành cho họ. Họ làm như thế là làm cho tôi, vì tôi có dịp lập công, đền tội, nhất là trong những ngày sau hết đời tôi. Về nơi chôn cất thì ở đâu cũng được. Xác đất vật hèn, rồi chúng ta sẽ ra tro và bùi hết. Đến đây tôi xin để lại cho mọi người một ý tưởng sau hết mà tôi đã nói đi nói lại nhiều lần. Phù vân nổi tiếp phù vân, mọi sự đều là phù vân, trừ sự kính mến Đức Chúa Trời và làm tôi một mình người." Đức Cha Phạm Ngọc Chi, vì mục tử mà cả triệu người Việt ghi ơn. Người ta thường viết về một nhân vật khi người đó vừa nằm xuống trong ngày kỷ niệm hay nhân ngày bổn mạng. "Con đã rất tha thiết muốn viết về ngài, nhưng nhìn thấy cuộc đời ngài vĩ đại quá, con đã bắt đầu nhiều lần rồi lại để nguyên đấy và chẳng biết việc thế nào. Đã 36 năm đi qua từ ngày ngài đã từ giả thế gian này, mà trong đó cuộc đời của ngài có ý nghĩa vô biên cho hàng triệu cuộc đời khác." Ngài Đức Hồng Y Echegaray làm đặc sứ tòa thánh sang Việt Nam. Một số người trong đó có con được hân hạnh tiếp xúc với Đức Hồng Y nhờ có cha mật theo Vũ Khởi Phụng làm người hướng dẫn. Sau đó một thầy đã trùng sinh, bây giờ đã là linh mục, nói với con: "Mình chưa thấy vị giám mục Việt Nam nào nhân từ, cởi mở và vui vẻ như vậy." Con trả lời: "Đúng rồi, Đức Hồng Y thật tuyệt vời." Nhưng nói như ông cũng chưa đúng, có lẽ vì ông chưa sống với một vị giám mục Việt Nam nào, nhất là ông chưa sống với Đức Cha Phêrô Maria. "Bây giờ thì con xin được viết đôi nét về ngài, Đức Cha Già Khả Kính Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi, người mục tử vĩ đại và nhân hậu nhất mà con từng được biết. Với sức khỏe và sự chịu đựng của ngài, nếu không có những thử thách và áp lực nặng nề mà thế gian điêu ngoa này giáng xuống trên ngài, thì có thể Chúa để ngài còn sống đến hôm nay để mừng bách niên đại thọ bên vô số con cháu giờ có mặt trên khắp địa cầu." Nói về Đức Cha Phêrô Maria, mỗi người sẽ nhìn ngài ở một khía cạnh, mà khía cạnh nào cũng tỏa sáng lung linh. Với diện mạo vừa uy nghi vừa nhân hậu, Đức Cha là một bậc trí thức chuyên về triết học và thần học, một nhà lãnh đạo tài ba đưa bao nhiêu người vượt qua sóng gió với cả nghĩa đen và nghĩa bóng của từ sóng gió này, và cũng là một ngư phủ tuyệt vời đã đem nhiều mẻ cá lớn về cho giáo hội Chúa Kitô. Cậu bé Phêrô Phạm Ngọc Chi sinh ngày 14 tháng 5 năm 1909 tại Tôn Đảo, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, thuộc giáo phận Phạc Diệm. Năm 11 tuổi, với diện mạo khôi ngô và trí khôn sắc sảo, cậu được gọi vào học tiểu chủng viện Ba Làng và năm sau chuyển về tiểu chủng viện Phúc Nhạc. Kết quả học vấn của tiểu chủng sinh vừa tốt nghiệp Phạm Ngọc Chi rất xuất sắc, và do đó, Đức Cha Ma Mô Thành đã chọn thầy du học tại trường truyền giáo Roma. Thầy Phạm Ngọc Chi thụ phong linh mục khi còn rất trẻ, năm 1933 lúc ngài mới 24 tuổi. Sau đó ngài tiếp tục học tại Đại học Apolline với bằng tiến sĩ triết học, cử nhân thần học và giáo luật, và sau đó chuyển sang học tại Đại học Luật khoa Paris. Khi về nước, ngài là giáo sư và sau này là giám đốc Đại chủng viện Phạc Diệm. Đầu năm 1946, ngài được Hội đồng Địa phận ủy ra tranh cử Quốc hội, nhưng vì sự mang trả của chính phủ Việt Minh hồi đó nên ngài đã khước từ sự trúng cử. Năm 1950, ngài được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục Bùi Chu, và thánh lễ tấn phong giám mục của ngài được tổ chức long trọng ngày 4 tháng 8 năm 1950. Lúc ấy ngài mới 41 tuổi, là một trong 7 vị giám mục Việt Nam đầu tiên của Giáo hội Việt Nam. Khẩu hiệu giám mục của ngài là: "Vâng lời thầy, con thả lưới", là lời tuyên xưng mạnh mẽ của vị tông đồ cả bổn mạng của ngài. Đức Cha Phêrô Maria là người suốt đời trung kiên rao giảng tin mừng không mệt mỏi. Có lẽ Đức Cha Phêrô là vị chủ chăn duy nhất ở Việt Nam làm giám mục chính tòa ba giáo phận trong cuộc đời mình. Khi làm giám mục Bùi Chu trong khoảng thời gian khó khăn gian khổ, Đức Cha đã hết mình vì công việc rao giảng tin mừng. Năm 1954, Đức Khâm Sứ Du Ly ủy thác ngài trông coi hàng giáo sĩ và giáo dân Bắc Việt di cư vào Nam.
Ngày 5 tháng 1 năm 1957, sau khi đã hoàn thành sứ mạng coi sóc người di cư và do sự đề cử của Đức Không sứ Gabriel tại Sài Gòn, Ngài được Tòa Thánh đặt làm đặc ủy tông tòa chuyên trách về công giáo tiến hành Việt Nam. Ngày 5 tháng 7 năm 1957, Tòa Thánh bổ nhiệm Ngài làm giám quản địa phận Quy Nhơn. Và ngày 24 tháng 11 năm 1960, Ngài được bổ nhiệm giám mục chính tòa Quy Nhơn. Trong những năm cai quản địa phận Quy Nhơn, Ngài đã mở rộng cánh đồng truyền giáo và thu hoạch về những thành quả ngoài sự ước đoán mong chờ. Ngày 16 tháng 1 năm 1963, Đức cha Ferro Maria được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục chính tòa Tiên Khởi Giáo Phận Đà Nẵng. Giáo phận vừa được thành lập cùng năm ấy. Trong đúng 25 năm làm giám mục Đà Nẵng, Ngài đã hết lòng cho giáo phận yêu dấu còn non trẻ này và đã đem lại bao nhiêu thành quả vĩ đại nhờ lòng hăng say nhiệt thành, tài năng, lòng đạo đức và lời cầu nguyện với hy sinh của Ngài. Ngài đã cùng với các linh mục trẻ, nhiệt tâm của giáo phận mới, đã thành lập nhiều giáo xứ mới, nơi đoàn dân Chúa vui sống bình an, tránh những cơn bách hại. Ngài xây dựng tiểu chủng viện, nhiều cơ sở và trường học của giáo hội. Sau này, hầu hết những cơ sở ấy bị trưng thu, nhưng nhờ đó, việc truyền giáo cũng như giáo dục và huấn luyện con người vẫn còn hiệu quả cho đến ngày nay. Cha Phêrô Hoàng Xuân Nghiêm viết, từ ngày về cai quản giáo phận Đà Nẵng, Ngài đã xây dựng nhiều cơ sở mới cho địa phận, tòa giám mục, nhà hưu dưỡng cho các linh mục già yếu, tiểu chủng viện Thánh Gioan, bệnh viện An Bình tại An Thượng, đại chủng viện Hòa Bình là chủng viện miền tại Hòa Khánh, trung tâm công giáo tiến hành cạnh nhà thờ chánh tòa Đà Nẵng. Trước năm 1963, tại Đà Nẵng chỉ có dòng nữ thánh Phaolô và chị em mến thánh giả Phú Thượng. Nhưng sau năm 1963 trở đi, Ngài đã cho phép hoặc mời thêm nhiều hội dòng khác nhau đến hoạt động truyền giáo trong địa phận, như dòng mến thánh giả Huế, dòng Kim Đôi Huế, tu hội Tân Hiến Sài Gòn, tu hội Nhà Chúa Sài Gòn và dòng Thánh Gioan Thiên Chúa Biên Hòa ra Đà Nẵng trông coi bệnh viện An Bình. Con số linh mục địa phận chưa đầy 40 vị lúc giáo phận mới thành lập đã tăng lên 117 vị năm 1975. Sau năm 1975, vì lý do mục vụ và thời cuộc nên trong địa phận còn khoảng 50 vị nữa thôi. Đức Cố Giám Mục đã gửi rất nhiều linh mục đi du học nước ngoài. Ngài vẫn chủ trương mỗi phân ngành chuyên biệt như giáo luật, luân lý, xã hội, thần học, v.v. Ít nhất phải có ba cha trong địa phận có cùng một loại bằng cấp để giúp nhau làm việc, vừa có người kế tục công việc của một cha đang làm nếu chẳng may vì này qua đời đột ngột. Chúng tôi còn nhớ trong một dịp cấm phòng năm cho toàn thể linh mục địa phận, Ngài đã khuyến khích các cha dưới 40 tuổi nên cố gắng xuất ngoài. Ngài nói, nếu cha nào không có khả năng lấy thêm bằng cấp đạo, đời, thì ít ra có dịp quan sát tận mắt những tiến bộ của các nước Âu Mỹ, để có thêm kiến thức mà về phục vụ tốt cho anh chị em Chúa và đồng bào trong nước. Chủ trương này của Ngài đang tiến hành tốt đẹp thì miền Nam rơi vào tay cộng sản và chương trình này đang đình hoãn vô hạn định. Hiện nay có khoảng 15 linh mục Đà Nẵng đang hoạt động ở nước ngoài mà phần lớn đang phục vụ anh chị em Chúa tại Hoa Kỳ. Chắc cũng ít người bây giờ biết được là thành phố Sài Gòn này cũng còn nhiều công trình của Đức Cha, trong đó có nhà Bùi Chu gần nhà thờ Huyền Sĩ. Nhà in Nguyễn Bá Tòng bây giờ đã bị bán làm bệnh viện phụ sản ở góc đường Bùi Thị Xuân. Trường trung học Nguyễn Bá Tòng bây giờ là trường trung học phổ thông Bùi Thị Xuân. Trung tâm công giáo, trường Chu Văn An và nhiều cơ sở khác mà theo dòng đời đa số đã biến trôi. Ngài là vị mục tử đạo đức và chuyên cần làm việc trí thức. Con thường nghe các cha và các anh lớp lớn kể lại về Ngài với lòng khâm phục lòng đạo đức và sự đúng giờ của Ngài. Lúc tòa giám mục Đà Nẵng chưa xây xong, Ngài ở tại tiểu chủng viện Thánh Gioan. Ngài rất sục sẵn viện Chúa và làm việc đạo đức. Mỗi lần Ngài đi qua hành lang để vào nhà nguyện, mọi người đều biết lúc ấy là mấy giờ, không cần nhìn đồng hồ. Trong di chúc, Đức Cha viết với lòng đạo đức sâu xa, cả đời tôi là một chuỗi tình thương của Chúa, tôi ca ngợi không bao giờ cùng. Gần cuối đời, Chúa đem tôi về Trà Kiều, là trung tâm thánh mẫu của địa phận Đà Nẵng, đó cũng là do lòng thương đặc biệt của Chúa. Tôi hy vọng được chôn táng ở linh địa này. Nếu được đặc ân này thì tôi hạnh phúc biết bao. Dù làm việc mục vụ và xã hội rất nhiều, Ngài cũng chuyên tâm nghiên cứu và viết nhiều sách đạo đức.
trong các sách vở ngài viết cuốn Phúc Âm Dẫn Giải, nổi tiếng nhất như một công trình nghiên cứu chính xác, rõ ràng và dễ hiểu cho mọi tầng lớp dân Chúa. Đức cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi là người cha tăng đạo và nhân hậu của đoàn chân Chúa. Biến cố 1954 rồi 1975 đã đưa ngài vào những bước ngoặt vĩ đại của cuộc đời, và lúc nào ngài cũng nhiệt thành, can đảm và hết lòng vì đoàn chiêng. Những người di cư năm 1954 từ miền Bắc và nhiều người di cư suốt những năm sau đó từ các làng mạc nhiều biển đồng ở miền Trung đi đến các xứ đảo sầm uất và sột sắng là những người con được che chở bởi lòng can đảm và tình thương yêu của Đức Cha. Rồi sau này khi một số những người con ấy lên đường viễn xứ, chắc chắn họ sẽ nhớ công ơn vô bờ của một người cha già đến cuối đời lặng lẽ và đau khổ nơi xứ đảo miền quê. Ở đây con không nói về nguyên nhân bệnh tật và cái chết của ngài vốn rất phức tạp, nhưng chắc chắn những đau khổ ngài chịu trong chương trình của Thiên Chúa nói lên tất cả tâm hồn người mục tử vĩ đại, ân nhân của nhiều triệu người dân Việt môn phương. Tất cả những ai có dịp tiếp xúc với Đức Cha Phêrô Maria đều nhận ra ngài là người cởi mở, nhân hậu và đầy cảm thông. Và ai có dịp sống với ngài đều cảm được tâm hồn bao dung như biển cả của ngài. Con có hân hạnh làm người giúp việc cho ngài trong một khoảng thời gian không phải là dài, nhưng đó là thời gian đẹp của đời con. Khi nghĩ đến quãng đời ấy, con luôn xúc động trước lòng nhân hậu của Đức Cha. Ngài không nặng lời, không quả trách, chỉ có lòng yêu thương mà thôi. Có một chuyện nhỏ nói lên được cả tấm lòng ngài. Hồi đó dù là giám mục chính tòa, mỗi lần ngài đi đâu cũng bảo con chở bằng xe Honda cũ kỹ. Có một lần con đưa ngài sang nhà thờ chính tòa về, đi ngang cầu Trịnh Minh Thế, gió thổi rất mạnh. Con để một phong thư trong giỏ xe phía trước, đang đi thì gió thổi bay phong thư xuống cầu. Con dừng xe lại, bắt ngài chờ để nhặt phong thư lên và bỏ vào giỏ xe. Ngài nói, cẩn thận con nhé. Đi được một quãng nữa thì gió lại thổi bay phong thư và ngài lại phải xuống xe để chờ con. Khi con nhặt phong thư xong, Đức Cha bảo, cha đã nói với con rồi. Nhưng nếu chuyện chỉ có thế mà thôi thì cũng chẳng có gì. Nhưng sau bữa cơm tối hôm ấy, ngài gọi con lại, đi dạo với ngài và ngài bảo, con ơi, chiều nay cha trách con có giận không? Sau này chắc là cứ nhớ lời cha trách, con cảm động muốn khóc. Và bây giờ mỗi lần nhớ lại chuyện hồi ấy, cha ơi, con chỉ nhớ rằng cha quá đội nhân từ. Lòng nhân từ của Đức Cha thể hiện rõ nét qua di chúc của ngài. Ngài không quên một ai và yêu thương tất cả, dù là kẻ làm khổ ngài. Đối với những người thù ghét tôi, làm khổ tôi, nếu có, tôi không có buồn giận ai cả. Trái lại, tôi xin Chúa chúc lành cho họ. Họ làm như thế là làm cho tôi, vì tôi có dịp lập công, đền tội, nhất là trong những ngày sau hết đời tôi. Cuộc đời phải đi qua để công trình của Thiên Chúa mau được thành toàn. Những con người dù tài ba lỗi lạc hậu và đạo đức thánh thiện cũng phải đi qua để cho dòng dõi họ sinh sôi nảy nở. Nhưng con tin rằng dù Đức Cha đã ra đi nhiều năm, nhưng hàng triệu triệu trái tim người Việt, kể cả nhiều người không phải công giáo, cùng nhớ đến Đức Cha với lòng tri ân và ngưỡng mộ. Kính thưa cộng đoàn, trên đây là những thông tin khái quát về tiểu sử và hành trình của Đức Cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi mà chúng con tổng hợp từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau. Chắc chắn là không thể tránh khỏi những thiếu sót, rất mong quý vị thông cảm và bỏ qua. Chúng con xin chân thành cảm ơn quý cộng đoàn đã luôn đồng hành và ủng hộ chúng con. Xin vui lòng nhấn nút like video và đăng ký kênh để theo dõi các bản tin mới nhất từ chúng con.